Thời tiết chuyển lạnh là lúc phát sinh nhiều chứng bệnh, trong đó có chứng lạnh chân tay. Hiện tượng này thường gặp ở phụ nữ, người cao tuổi, những người thường xuyên hút thuốc lá và uống nhiều bia rượu. Lạnh chân tay là chứng bệnh khiến nhiều người có cảm giác bàn chân, bàn tay luôn lạnh cóng, buốt giá, đỏ tấy hoặc trắng bệch, đau nhức, mặc dù đã mặc ấm, đi tất. Theo các chuyên gia y tế, khi nhiệt độ ngoài trời hạ thấp, khí huyết không được lưu thông dễ dàng, nên có thể dẫn tới tình trạng tắc nghẽn mạch. Lúc này, khí huyết không đủ nuôi dưỡng tế bào, đặc biệt ở phần chân và tay, dẫn đến chứng tay chân lạnh. Hầu hết, các trường hợp lạnh chân tay vào mùa đông đều không nguy hiểm. Nhưng nếu xuất hiện thêm các triệu chứng khác như da xanh, mệt mỏi, rụng tóc, mất trí nhớ thì có thể là dấu hiệu của các loại bệnh tật khác. Xin cảm ơn tiến sĩ Lương Y Nguyễn Hoàng đã nhận lời tham gia chương trình của kênh VTC16 ngày hôm nay. Thưa ông có thể cho biết là tại sao vào mùa đông thì thường có nhiều người bị lạnh tay, lạnh chân ạ? Đó là một cái loại bệnh thuộc tiên thiên, tức là gần như là bẩm sinh nó ra như vậy. Và khi mà người mà có cái triệu chứng lạnh chân tay như vậy thì nó thường kèm theo những cái chứng bệnh khác. Ví dụ như là hay đau lưng mỏi gối, đặc biệt là khi tuổi nó càng cao thì những cái triệu chứng đau lưng mỏi gối nó càng nặng lên. Rồi suy giảm thể lực, suy sinh dục, di tinh. Rồi phụ nữ thì có thể là khó thai nghén, mà có thai thì dễ bị sảy thai. Đó là những cái triệu chứng nó kèm theo. Vậy thì khi bị lạnh tay, lạnh chân như thế thì chúng ta nên xử trí như thế nào ạ? Nếu dùng thuốc thì ta có thể dùng cái bài thuốc bổ thận dương kinh điển cơ bản nhất, đó là bát vị quế phụ. Nhưng mà cái bát vị quế phụ thì cũng có thể nó hơi không thích hợp với những người có cái đường ruột nó yếu. Có thể một số người uống vào nó hay bị rối loạn tiêu hóa. Thì trường hợp đó ta có thể chuyển sang một cái phương thuốc khác là bổ tỳ thận dương, để cùng với cái thuốc bổ thận dương thì ta kèm theo cái thuốc kiện tỳ vào. Rồi cũng có thể ta dùng những cái phương thuốc độc vị, ví dụ như là dùng nhân sâm, dùng nhung hiêu nai, dùng tắc kè, và đặc biệt là ngoài cái dùng thuốc ra thì ta phải giữ ấm cơ thể, ngủ phải thì cái phòng ngủ phải được ấm áp. Trong mùa đông này thì chúng ta có thể phòng ngừa cái chứng lạnh tay chân như thế nào thưa ông? Cho nên trước khi mang thai là bố mẹ phải thì tạo cho mình một cái sức khỏe nó thật sung mãn thì ta mới mang thai. Và trong thời gian mang thai thì người mẹ phải được bồi dưỡng, ăn uống đầy đủ, phải giữ sức khỏe tốt, không để nhiễm những cái bệnh khác mà ta phải dùng thuốc rồi nó làm cho sức khỏe bị suy giảm, ảnh hưởng đến thai. Và cái giai đoạn thứ ba là khi đã sinh ra thì bé sơ sinh cũng phải được chăm sóc thật chu đáo, đặc biệt là phải bú sữa mẹ thật đầy đủ. Nếu như mà người mẹ mà sức khỏe tốt thì cái sữa đó cực kỳ tốt, không có thuốc gì thay thế được. Vâng, xin cảm ơn những thông tin hữu ích ông đã chia sẻ với chúng tôi. Phòng ngừa chứng lạnh tay chân mùa đông như sau: ngâm chân tay trong nước ấm pha muối, gừng trước khi đi ngủ. Ăn gừng tươi để giúp cơ thể ấm lên. Mùa đông, ăn những thực phẩm chứa nhiều calo và chất béo.